Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ sáu ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lần thi chiến liên kết dẫn đầu Việt Nam ICT Index, Đà Nẵng đã khẳng định sự tập trung đầu tư phát triển đúng hướng cho công nghệ thông tin, truyền thông tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ đến thăm và thưởng đóng công an quận Hải Châu 20 triệu đồng vì có thành tích bắt quả tang đối tượng mang một bánh heroin vào địa bàn quận. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm B5+1 với lý do Iran không giữ đúng tinh thần của thỏa thuận này. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức đánh giá nhiệm vụ quý 3 và chiến thắng năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý 4. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến dự. Trong quý 3 và chiến thắng đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy và các quận, huyện ủy, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận. Nhiều mô hình dân vận như người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, dân vận khéo, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. Qua đó tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Chiến thắng năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt, tổng sản phẩm xã hội ước tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2016. Trật tự đô thị được cải thiện theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại, sạch đẹp. Các chương trình thành phố Bốn An, thành phố 50, Ba Có tiếp tục được người dân ủng hộ. Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, vận động, động viên các cấp ngành nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017. Cạnh đó, chú trọng định hướng dư luận về một số vấn đề nổi cộm tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân thời gian qua, tạo sự ổn định, đồng thuận lâu dài. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức bàn giao chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng từ Đại tá Lê Văn Phúc sang Đại tá Tôn Quốc Khánh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ đến dự chứng kiến lễ bàn giao. Theo quyết định, Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, nay được điều động bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đại tá Tôn Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng, nay giữ chức Chỉ huy trưởng. Thượng tá Võ Tiến, Phó Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, nay giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố. Phát biểu tại buổi bàn giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đại tá Lê Văn Phúc, thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố suốt quá trình công tác, đồng thời chúc mừng và đề nghị hai đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa những kết quả đạt được, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững quyền tắc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ đến thăm và thưởng đóng công an quận Hải Châu 20 triệu đồng vì có thành tích bắt quả tang đối tượng mang một bánh heroin vào địa bàn quận. Qua công tác phối hợp xác minh thông tin tội phạm, 7 giờ sáng nay, công an quận Hải Châu và C47 Bộ Công an phát hiện đối tượng đi ô tô biển kiểm soát 37A07324 lưu thông theo hướng từ Lăng Cô vào Đà Nẵng. Đến trước nhà số 1 đường Cách mạng tháng 8 thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu thì đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu được là một bánh heroin. Đối tượng phạm tội là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1950 ở Nghệ An. Thảo khai, số ma túy trên là của một người đàn ông tên Hương ở Quảng Bình thuê vận chuyển vào quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tiền công vận chuyển là 10 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Thảo thuê xe ô tô vận chuyển số ma túy trên vào thành phố thì bị phát hiện và bắt giữ. Được biết, Nguyễn Thị Thảo có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào năm 2004, từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Vinh kết án 14 năm tù. Thảo mới mãn hạn tù trở về địa phương từ năm 2013 đến nay. Tôi cũng thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân thành phố nè. Chúng tôi cũng nhiệt liệt biểu dương các thành tích lớn của công an quận Hải Châu, phối hợp với lại phòng chính C47 của Bộ Công an
đã làm được một cái lập được một cái thành tích cũng đáng kể trong ngày hôm nay. Chúc tất cả các đồng chí lãnh đạo của Công an thành phố Đà Nẵng, Công an Hải Châu cũng như là toàn bộ cán bộ chiến sĩ, kể cả cái phòng chính của C47 của Bộ Công an, chúng ta giữ vững trận địa, tăng cường thêm các cái biện pháp về nghiệp vụ, tăng cường thêm cái quyết tâm để mà chúng ta thật sự là đẩy lùi được cái tình trạng ma túy hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chúng ta. Ghi nhận thành tích phá án của Công an quận Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Cảnh sát phòng chống ma túy quận. Dịp này, Công an Đà Nẵng thưởng thêm 10 triệu đồng cho đội phòng chống ma túy và C47 Bộ Công an. Thưa quý vị, 10 năm qua, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng đã cho vay tổng cộng hơn 120 dự án với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đạt trên 2.100 tỷ đồng. Đây là kết quả nổi bật được thông tin tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập quỹ vào chiều nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, quỹ đầu tư phát triển ra đời trong thời kỳ mà thành phố đang rất cần nguồn lực để xây dựng hoàn thiện hạ tầng đô thị, giải quyết các vấn đề dân sinh, xử lý môi trường, đặc biệt là giải quyết bài toán tài chính cho doanh nghiệp. Chủ tịch ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng Quản lý, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ viên chức của quỹ. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, đã có nhiều sáng kiến tham mưu thành phố phát hành trái phiếu địa phương, huy động được nguồn vốn lớn để đầu tư hạ tầng, tìm kiếm nhiều nguồn tài trợ với hàng trăm triệu đô la Mỹ để hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, cấp điện, nước, xuất nhập khẩu, tham gia đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp qua hoạt động liên kết liên doanh. Và quỹ cũng là đơn vị tiên phong hỗ trợ phong trào khởi nghiệp tại thành phố. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn quỹ trở thành một tổ chức tài chính mạnh của thành phố Đà Nẵng, phát huy tốt vai trò là định chế tài chính của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng bức trướng mang dòng chữ đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng quỹ trở thành tổ chức tài chính lớn mạnh của địa phương. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Võ Duy Khương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, đến năm 2020, Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 68 dự án trọng điểm. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao được kêu gọi nhiều nhất với 22 dự án. Điều này cho thấy, trong chiến lược trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư, công nghiệp, công nghệ cao đang được thành phố ưu tiên hàng đầu. Theo nhận định của lãnh đạo Sở Công Thương thành phố, những năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp thành phố khá ổn định, nhưng trên thực tế chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, ngành công nghiệp hỗ trợ gần như chưa có gì. Đến thời điểm hiện tại, cũng chỉ mới có 7 dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng, với vốn đầu tư 160 triệu đô la Mỹ, tổng diện tích là 21 hectare. Về công nghệ cao thì mặc dù thành phố đã hình thành cái khu công nghệ cao, tuy nhiên thì cái việc thu hút các dự án vào đây cũng rất là khiêm tốn. Và đối với công nghiệp hỗ trợ thì không phải riêng Đà Nẵng mà đây cũng là một thực trạng chung của cả nước. Thì cái công nghiệp hỗ trợ hiện nay của thành phố có thể nói là hầu như chưa có gì. Hiện tại thì cũng có một vài cái sản phẩm tham gia được vào chuỗi cung ứng. Tuy nhiên cái số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ví dụ như là linh kiện điện tử này, rồi một số phụ tùng ô tô và một vài cái sản phẩm khác. Để tạo cơ hội cho ngành công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và quy hoạch thêm một số khu cụm công nghiệp kèm theo các danh sách ưu đãi thu hút đầu tư. Thành phố cũng đã ban hành danh mục 68 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2017-2020 trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, môi trường. Riêng lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao có 22 dự án. Thì tháng 7 vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành một cái danh mục các cái dự án kêu gọi trọng điểm ở giai đoạn 2017-2020 gồm 68 dự án. Trong đó có rất nhiều dự án có quy mô rất là lớn, lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Thì
thì hy vọng rằng là tại cái diễn đàn này thì các nhà đầu tư sẽ tiếp cận với các dự án, cơ hội đầu tư này và quan tâm để mà xúc tiến đầu tư. Theo đó, thành phố sẽ hạn chế thu hút mới các dự án công nghiệp gia công sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu, tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, tăng cường xúc tiến các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất. Vừa rồi thì thành phố cũng đã có cái chủ trương là đầu tư thêm 3 khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp, rồi tiếp tục đẩy mạnh cái việc đầu tư cho khu công nghệ cao. Và trong cái hoạt động thu hút đầu tư thì cái công nghiệp công nghệ cao cũng được đặt vào cái ưu tiên. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với cái sự quan tâm đó thì trong thời gian đến ngành công nghiệp thành phố có những động lực mới để tăng trưởng. Hy vọng với định hướng mới cùng chính sách mới, những ưu đãi cụ thể mới có trọng tâm, trọng điểm sẽ tạo ra sự bứt phá trong công tác thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo ra để ngành công nghiệp thành phố phát triển theo hướng bền vững. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một thông tin vui vừa đến với thành phố Đà Nẵng khi sáng nay tại Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam lần thứ 21 và công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam ICT Index 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đà Nẵng xuất sắc lần thứ 9 liên tiếp giữ ngôi đầu cả nước về chỉ số này. Như vậy, với thành tích này, Đà Nẵng là địa phương 9 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong 12 lần tổ chức xếp hạng về chỉ số này ở khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều đáng nói là năm nay, so với hai thành phố về sau là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng vượt xa về số điểm đánh giá với tổng điểm là 0,935. Cái chỉ số về hạ tầng, cái thứ hai là chỉ số về cái nguồn nhân lực, và cái thứ ba là cái chỉ số về cái dịch vụ công trực tuyến, tạo ra một cái môi trường hành chính nó đa kênh và nó đa dịch vụ để người dân có thể tiếp cận cả các cái dịch vụ công của các cái cơ quan nhà nước. Trong các chỉ số thành phần của Việt Nam ICT Index năm nay, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về các chỉ số hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, cùng với Hà Nam, Đà Nẵng đạt điểm tối đa 1/1 trong chỉ số hạ tầng nhân lực xã hội, xét về tỷ lệ các trường có đào tạo công nghệ thông tin, tin học. Cái sự hợp tác với lại sở cũng như ban ngành của mình nhà nước thì rất là tốt, nên là họ rất là muốn hợp tác với mình và hỗ trợ hết mình để cho mình có thể hoạt động. Và về các trường đại học thì cũng vậy, các trường đại học nơi mà nguồn cấp nhân lực á, thì họ thường xuyên tổ chức những cái buổi hội thảo cùng với bên sở và bên doanh nghiệp để mà bàn về cái nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng xuống, cho nên là cái môi trường ở đây nó rất là tốt cho sự phát triển của công nghệ thông tin. Về cái chính sách mà Đà Nẵng thì hiện tại tôi thấy khá cơ mở, và chính sách chính quyền cũng có cái hỗ trợ rất nhiều cho công ty cũng như doanh nghiệp nói chung cũng như là công nghệ thông tin phần mềm nói riêng, thì chúng tôi cũng thấy rất là hài lòng với lại cái việc mà hỗ trợ từ phía chính quyền. Lần thứ 9 liên tiếp dẫn đầu Việt Nam ICT Index, Đà Nẵng đã khẳng định sự tập trung đầu tư, phát triển đúng hướng cho công nghệ thông tin, truyền thông tại địa phương. Thành phố cũng đã đi đúng hướng trong việc không ngừng nâng cao các chỉ số thành phần ICT Index qua từng năm. Với định hướng phát triển thành phố thông minh trên nền tảng chính quyền điện tử, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ còn tiến xa về năng lực sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong tương lai. Quận huyện Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2017. 9 tháng năm 2017, quận ủy đã chỉ đạo đôn đốc các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Các ngành kinh tế duy trì bền vững mức tăng trưởng, tổng thu ngân sách đạt tỷ lệ 148,68% vượt kế hoạch thành phố giao, tăng 209,97% so với cùng kỳ. 3 tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị xã hội quận tập trung phát huy năng lực, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, triển khai có hiệu quả chương trình thành phố bốn an, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đưa nghị quyết các cấp của đảng đi vào cuộc sống.
Thông tin từ Sở Du lịch thành phố cho biết, tổng lượt khách tham quan du lịch đến Đà Nẵng 9 tháng đạt trên 5,1 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, đạt 81,7% kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế tăng cao đạt trên 1 triệu 700.000 lượt, đạt 88,3% kế hoạch, tăng 49%. Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 15.141,3 tỷ đồng, đạt 81,8% kế hoạch, tăng 24,4%. Trong 9 tháng, thành phố đã xúc tiến mở 4 đường bay thường kỳ và một số đường bay thuê chuyến từ thị trường Trung Quốc. Đến nay, có 26 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó có 13 đường bay trực tiếp thường kỳ và 23 đường bay trực tiếp thuê chuyến, góp phần đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng cao. Để chấn chỉnh tình trạng hướng dẫn viên du lịch hoạt động chui trên địa bàn, thời gian qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã triển khai thường xuyên liên tục công tác thanh kiểm tra. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 9 năm 2017, thanh tra sở đã kiểm tra xử phạt 94 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 783,7 triệu đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó đã xử phạt 86 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn du lịch với số tiền là 742,7 triệu đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kiểm tra phát hiện 14 trường hợp người Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó đã thu thập chứng cứ, chứng minh và xử phạt 4 người quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan có hành vi hướng dẫn du lịch với số tiền là 77,5 triệu đồng, đồng thời chuyển hồ sơ 14 trường hợp nêu trên cho công an thành phố tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến ngành giáo dục gây bức xúc trong dư luận xã hội, đặc biệt là hiện tượng lạm thu. Tại Đà Nẵng, để tránh xảy ra những vụ việc gây bức xúc dư luận, Ủy ban Nhân dân thành phố và ngành giáo dục đã có những chỉ đạo quyết liệt, siết chặt quản lý thu chi. Đầu năm học 2016-2017, qua kiểm tra tại một số địa phương, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện ra, dù chỉ phải bắt buộc đóng một khoản là học phí, nhưng học sinh phải cộng thêm đến trên 30 khoản thu tự nguyện. Vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh vì vậy đã bị dư luận đặt ra nhiều nghi vấn. Để tránh những trường hợp lạm thu, nhiều trường học tại Đà Nẵng ngay từ đầu năm học đã đặt ra mức trần cho việc thu tiền của ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh theo nhiều giáo viên, cán bộ quản lý vẫn cần được đề cao. Thì tôi thấy rằng là vai trò của hội phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh, của hội phụ huynh học sinh trong trường học là hết sức cần thiết. Hết sức cần thiết. Bởi vì nó tạo nên một cái mối quan hệ phối hợp trong công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp trong việc liên kết tìm hiểu các biện pháp giáo dục các cháu, động viên các cháu, động viên nhà trường. Và cái việc vấn đề kinh phí là một nhiệm vụ rất nhỏ trong hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu trái quy định tại đơn vị mình. Nếu trường nào để xảy ra tình trạng thu trái quy định, hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm, đồng thời không cho phép ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động các khoản thu trái với quy định. Đối với vấn đề thu chi trong các trường học, thì Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có các văn bản hướng dẫn. Trước hết là văn bản từ đầu mùa hè khi các trường chuẩn bị cho việc sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông báo cho phụ huynh về việc mua sắm đồng phục, các dụng cụ học tập và các khoản đóng góp khác. Đến đầu năm học, trước lúc khai giảng, thì chúng tôi có văn bản nhắc lại các khoản được phép thu theo cái quy định của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố và cái khoản kinh phí thỏa thuận giữa hội phụ huynh với nhà trường trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh. Năm học 2016-2017 vừa qua cũng đã có trường hợp thu chi trái quy định tại một số trường học trên địa bàn thành phố, tập trung ở bậc học mầm non, gây bức xúc dư luận. Tuy đã được xử lý kịp thời, nhưng nếu thiếu sự thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, những câu chuyện lạm thu sẽ rất dễ xảy ra. Sắp tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét sửa đổi thông tư số 55 và các văn bản có liên quan đến thu chi, đảm bảo thống nhất và phù hợp với thực tiễn thời gian qua.
Thưa quý vị, tháng 7 vừa qua, thành phố đã trao giải cho 20 tác phẩm quà tặng xuất sắc nhất cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm quà tặng phục vụ APEC năm 2017. Hai trong số 20 tác phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố chọn đặt hàng làm quà tặng cho đại biểu nhân sự kiện này là Bình Gốm Sứ Tâm Thức của làng gốm Bát Tràng, Hà Nội, sản phẩm đoạt giải nhất và đĩa đồng của Đà Nẵng Souvenir, sản phẩm đạt được giải ba của cuộc thi. Tuần lễ kết quả APEC diễn ra tại Đà Nẵng là sự kiện trọng đại đối với thành phố. Không phải ngẫu nhiên, Đà Nẵng lại chọn sản phẩm sứ Bát Tràng giữa rất nhiều các sản phẩm lưu niệm, quà tặng khác. Bình sứ Tâm Thức được lấy ý tưởng từ hoa cúc vạn thọ với ý nghĩa trường tồn, tượng trưng cho tình cảm tốt đẹp giữa con người với dầu, qua đó tạo sự gắn kết bền vững. Để làm ra một sản phẩm bình sứ Tâm Thức, các nghệ nhân gần như phải dồn hết tâm huyết, chi tiết trong từng đường cọ vẽ, để cho ra sản phẩm không chỉ ấn tượng mà phải tinh xảo, chất lượng tốt nhất. Bình Tâm Thức này của mình ấy thì là lấy ý tưởng là có gồm có hai phần. Một mặt chính của nó là cầu sông Hàn, đó là biểu tượng của Đà Nẵng phát triển. Và mặt sau của lọ là hình vọc trà vá chân lâu, là một linh vật biểu tượng cho APEC đợt này đã được thành phố Đà Nẵng chọn làm con vật gọi là biểu tượng là cần được bảo tồn và phát triển. Đĩa đồng của Đà Nẵng Souvenir lại chọn sự tinh tế sang trọng của chất liệu kim loại quý, kết hợp với các biểu tượng về đô thị văn hóa nổi bật của Đà Nẵng. Với các nhà thiết kế trẻ của Đà Nẵng Souvenir, họ tự hào về thành phố quê hương mình, tự hào về sự phát triển vượt bậc của Đà Nẵng sau 20 năm. Niềm tự hào ấy được đưa vào tác phẩm hoàn hảo từng chi tiết. Gửi gắm cái thông điệp của người con Đà Nẵng, những cái công dân Đà Nẵng là về đã rất là gọi là bỏ công sức để có thể tạo ra những cái công trình của Đà Nẵng để có thể là đưa tới những dấu ấn, như là tạo nên một biểu tượng cũng như dấu ấn mà người du khách tới người ta đã nhớ về Đà Nẵng. Thì những cái công trình như cầu Rồng và cầu sông Hàn thực sự là một cái dấu ấn rất là lớn. Và nó tụi em đã đưa những cái hình tượng như đó để có thể quảng bá cho du khách, có như là họ tới là họ sẽ nhớ về Đà Nẵng. APEC là một sự kiện mang tầm quốc gia, thì Đà Nẵng Souvenir rất là cảm thấy là vinh hạnh và cũng một phần áp lực, nên nhờ cái việc cân nhắc chọn nhà sản xuất rất là đề cao, nên cần phải tìm một nhà đảm bảo được tính hình thức và chất lượng để có thể thể hiện sự sang trọng và ý nghĩa của cái sản phẩm do bên thiết kế là. Thì nhà sản xuất thì bên nho Đà Nẵng Souvenir đã chọn một nhà sản xuất vừa có kinh nghiệm và đảm bảo tính chất lượng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng giá trị của quà tặng không chỉ ở vật chất mà còn bởi thông điệp sâu sắc của người nghệ nhân muốn gửi gắm. Quà tặng APEC của Đà Nẵng mang thông điệp sự phát triển phải gắn kết với giá trị thiên nhiên, giá trị văn hóa truyền thống và giá trị tình người. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 đang có nguy cơ lung lay. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran không giữ đúng tinh thần của thỏa thuận mang tên kế hoạch hành động toàn diện chung này. Phát biểu trong cuộc gặp với giới chức quân sự cấp cao tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng Iran đã không hành động để duy trì một thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này. Chúng ta sẽ không cho phép Iran tiến tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính quyền Iran hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và khiến bạo lực đổ máu và hoảng loạn lan khắp Trung Đông. Đó là lý do chúng ta cần chấm dứt thái độ gây hấn và tham vọng hạt nhân của Iran. Họ đã không giữ tinh thần của thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, Nhà Trắng cho biết vào tuần tới, Tổng thống Trump sẽ thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, cho rằng nó không nằm trong lợi ích của Washington và sẽ chuyển vấn đề này lên Quốc hội. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng sẽ có bài phát biểu về một chiến lược lớn hơn liên quan đến Iran vào ngày 12 tháng 10. Ngày hôm qua, giới chức Ả Rập Xê Út cho biết cảnh sát nước này triệt phá một nhóm khủng bố có quan hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, tiêu diệt hai đối tượng và bắt giữ 5 người khác. Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Ả Rập Xê Út, cảnh sát đã tiến hành truy quét 3 địa điểm tại thủ đô Riyadh và tiêu diệt hai đối tượng cũng như bắt giữ 5 người khác.
Tại địa điểm này, một đối tượng đã không chịu đầu hàng và cho nổ tung thân mình, khiến một ngôi nhà gần đó bị phá hủy và làm hư hại nhiều phương tiện khác. Cảnh sát cũng đã tiêu diệt một phần tử khác tại quận An Nama, phía tây Riyadh. Trong khi đó, thì 5 đối tượng khác được xác định là dính líu tới IS đã bị bắt ở huyện ngoại thành An Ghanamia, phía nam Riyadh. Sáng nay, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên để ngỏ việc Bình Nhưỡng đã tiếp tục các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong ở sát biên giới với Hàn Quốc. Theo thông báo, khu công nghiệp Kaesong đã được nối lại hoạt động và các nhà máy nằm trong khu công nghiệp sẽ hoạt động tích cực hơn, ám chỉ Bình Nhưỡng đã bắt đầu hoạt động sản xuất và tận dụng cơ sở vật chất mà các công ty Hàn Quốc để lại. Bài viết cũng nêu rõ, khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên và các nước khác không nên can thiệp vào vấn đề này. Hiện phía Hàn Quốc chưa có bất kỳ phản ứng nào trước thông tin trên. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.